Chào anh chị. Có người thì hỏi Thắng ơi là làm thế nào để vàng á, dân không có tích vàng, tức là hỏi về cái góc độ quản lý, tức là làm thế nào để mà không có mua vàng, tích vàng. Theo tôi á, thì không có đầu tư vàng, không có tích vàng mà tích đất thì cũng còn quá tội. Tức là đôi lúc thì tích đất thì nó cũng là cái điểm hay, nhưng mà đôi khi nó cũng là cái điểm dở. Bởi vì là cái việc mà dân chúng xưa đến nay, ông bà ta đã có cái lịch sử là rất là lâu đời nay, thì cái tiền trong dân thì thường hay được là còn rất nhiều vàng, tích trữ vàng. Thì trong những cái thời điểm gần đây, những cái giai đoạn gần đây, những năm gần đây á, thì cơ quan quản lý có một cái rất nhiều các cái chuyên gia bày những cái giải pháp để làm thế nào để huy động vàng, huy động cái tiền trong dân. Và một trong những cái cách là đó thì là quy định về cái việc là không được theo kiểu là, tức là quy định cái tỷ lệ nhập khẩu, hoặc là cái quy định về cái chuyện là những cái giá vàng so với vàng thế giới thì nó bị lệch. Thì nó sẽ gọi là tránh được cái tình trạng, tức là tình trạng đô la hóa và tình trạng vàng hóa. Nhưng mà thực sự thì cái điều đó là nó có tốt hay không? Thì ở đây thì chúng ta sẽ rất khó để có thể bàn chính xác được cái câu chuyện là tốt hay xấu. Đúng không anh chị em ạ? Tốt hay xấu? Bởi vì nó tốt ở mặt này thì nó lại xấu ở mặt khác. Nó tránh được cái câu chuyện đô la hóa thì nó lại dẫn đến những cái câu chuyện là gọi là đất hóa, hoặc là đưa vào những cái vị trí, những cái chỗ mà nó không phù hợp mà gây ra những cái mất mát. Mà đặc biệt thì với dân chúng nói chung, tức là những người gọi là làm công ăn lương mà không có nhiều hiểu biết về mặt tài chính, thì nó có một cái đặc điểm, nó là họ không nắm được chính xác những cái nào gọi là rủi ro, cái nào gọi là cơ hội, cái nào gọi là tiềm tàng những cái vấn đề rủi ro. Thì đôi khi nếu tính theo lịch sử thì có thể đôi lúc vàng nó cũng có một cái giá trị gọi là bảo toàn cái rủi ro nhất định mà nó phù hợp, mà không phải vì thế mà ông cha ta và ông bà ta đã ứng dụng và đã làm cái điều này rất là lâu, nhiều năm, lâu lắm rồi. Thì thưa với anh chị là nó có một cái điểm đặc thù là như thế này. Nếu như mà cứ cố tình theo cái giải pháp, tức là điều hướng hoặc là điều phối một cách quá đà trong cái nguyên lý quản lý kinh tế mà theo học thuyết Carnegie, tức là gọi là bàn tay vô hình, thì đương nhiên là các cơ quan điều hành là sẽ có những cái lúc cần thiết sẽ nhúng bàn tay vô hình của mình vào để điều phối, để gọi là nắn dòng cái nền kinh tế, nhưng chỉ được phép đưa vào nắn dòng nền kinh tế trong những cái thời đoạn gọi là cần thiết, cấp bách và cấp thiết thôi. Còn lại thì những cái thời điểm khác thì theo nguyên lý này thì họ chứng minh rằng là các cơ quan điều hành chỉ làm đúng cái vai trò của mình, đó là vai trò quản lý, còn không được phép can thiệp và điều phối vào nền kinh tế. Và nếu như mà điều phối và can thiệp vào nền kinh tế, nó sẽ bị méo mó theo ý thức chủ quan của một số người hay một nhóm người, và nó dẫn đến những cái bất lợi về mặt điều hành cũng như là những cái nguy cơ tiềm ẩn trong tương lai. Thì câu chuyện này thì có thể hôm nay chúng tôi trao đổi và nói với anh chị em và các bạn, thì anh chị và các bạn sẽ có người trong số mà anh chị nghe sẽ nói rằng là nói chung là tuổi gì mà bàn về chính sách, bàn về chiến lược. Nhưng mà theo kinh nghiệm của việc là đã từng đi làm qua một số cơ quan nhà nước, có cả những cơ quan nhà nước gọi là hành chính sự nghiệp, và có những cơ quan nhà nước gọi là có thu có chi, thì tôi có một cái kinh nghiệm thực tế, thực tiễn cuộc sống và thực tiễn trong cái hoạt động kinh doanh và làm ăn. Thì tôi thấy thế này này, với những cái cơ quan nhà nước theo hướng là cơ quan hành chính sự nghiệp thì chỉ nên làm tốt những cái việc theo quy định của pháp luật để thông những cái vấn đề giấy tờ hồ sơ, thì chuyện đó là chuyện đương nhiên và tránh cái chuyện gây sách nhiễu phiền hà. Chuyện đó nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Còn đối với những cái cơ quan nhà nước theo cái hướng đó là có thu có chi thì tốt nhất là không nên làm gì hết. Làm tức là không nên làm gì hết. Đại loại là không phải là không làm, không phải là cố tình không làm cái gì hết, mà cứ làm theo những cái quy trình, theo cái quy định chuẩn của quốc tế. Tôi lấy ví dụ như cơ quan ngân hàng hay là các cái doanh nghiệp mà làm về lĩnh vực tài chính mà của nhà nước tôi đã từng làm qua, thì nó có một cái câu chuyện, đó là nếu như cứ tuân thủ đúng những cái quy định theo
cái nó gọi là cái chuẩn của thế giới, thì chúng ta cứ việc như thế mà làm và không cần phải phát những thêm những cái phát minh sáng kiến. Bởi vì cái vấn đề là ở thực tiễn tôi có một cái người lãnh đạo trong cái doanh nghiệp gọi là có thu có chi, doanh nghiệp ngân hàng mà có cơ quan chủ quản là Bộ Tài chính và gọi là nhà nước quản lý ấy, thì rất nhiều năm mà cái người quản lý doanh nghiệp mà có quá nhiều sáng kiến, gọi là những được cho là năng động ấy, làm rất nhiều việc, từ việc là kinh doanh cái vấn đề này vấn đề kia rồi mở rộng thị phần phát triển rất là mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cái kết cuối cùng lại là cái sự thua lỗ hoặc là gặp những cái trục trặc về mặt gọi là gặp những cái khó khăn về mặt tài chính. Và so với cái giai đoạn, với cái thời kỳ mà những người lãnh đạo mà chỉ cần gọi là thiết chặt các cái mối gọi là mối nguy cơ về rủi ro, cũng như là thiết chặt cái bộ phận back office, tức là cái bộ phận kiểm soát và bộ phận phục vụ. Trong đó thì trong cái back office thì có một số cơ quan nhà nước sẽ bao gồm cả bộ phận quản trị rủi ro và cái kiểm soát nội bộ, thì đương nhiên tự nhiên là các cái doanh nghiệp này nó phát triển lên. Thì từ cái suy luận như vậy thì chúng ta cũng không khó để nhận ra rằng là với những cái doanh nghiệp, với những cái đơn vị mà gọi là cơ quan mà quản lý, đặc biệt là các cái cơ quan chủ quản cũng như là chính phủ, thì theo quan điểm của cá nhân thôi, cái này không đại diện cho một cái tổ chức nào, thì chúng tôi cho rằng là cái quản tốt nhất đó là đừng làm gì hết, cứ đúng vào cái vai trò, đúng theo quy định của luật, của hiến pháp và chúng ta làm, chứ đừng có sáng chế phát minh những cái vấn đề theo kiểu là những cái thông tư nghị định để làm sao để huy động được vàng trong dân gì. Sáng chế phát minh, tôi đang nói về cái lĩnh vực tài chính như thôi, gọi chuyên biệt thôi, còn các lĩnh vực khác thì tôi không có thạo nên tôi không bàn. Nhưng mà đừng có ngồi đó mà sáng chế ra các cái giải pháp rồi các cái cách thức, rồi ví dụ như là bơm thêm tiền quá mức, hoặc là can thiệp bằng cái văn bản hành chính, hoặc là can thiệp bằng một số cái thông tư nghị định, hoặc là những cái tác động mà gọi là không cần thiết, chưa cần thiết trong một số cái thời kỳ, thì nó sẽ vẫn là triển khai tốt. Đó là cách thứ cái mà theo cái quan điểm của chúng tôi. Thì có người đang hỏi tôi đang làm gì. Tôi đang lau lá để làm nem vào cuối năm, nên là vừa là trao đổi, vừa chia sẻ với anh chị em và các bạn, vừa là thực hiện cái việc là gọi là phục vụ gia đình trong cái câu chuyện là làm nem nướng cuối năm để phục vụ cái mùa Tết, nên là anh chị và các bạn thông cảm là chúng ta vừa chia sẻ ở góc độ thân tình, vừa là thực hành thêm một số cái vấn đề của ngày Tết thì nó đang khá là bận rộn, thì anh chị thông cảm một chút. Thì tôi tiếp tục với câu chuyện là vậy thì làm cách nào để người ta không, tức là vẫn đặt ra cái câu hỏi là làm cách nào để người ta không có mua vàng. Thưa anh chị em các bạn là hãy để thị trường họ điều tiết, hãy cứ để thị trường nó tự điều hành và cái nào có lợi thì dân họ sẽ làm. Chứ còn nếu mà đem cái cơ chế hành chính, đưa một cái cơ chế theo cái kiểu là một cái văn bản, một cái thông tư nào đó theo hướng là áp đặt, tức là bắt buộc người ta phải điều hướng cái dòng tiền về một chỗ nào đó, thì nó sẽ không có ai trong tất cả những cái người làm công tác điều hành có thể chắc chắn rằng cái việc họ làm nó là chính xác. Bởi vì về mặt đặc thù kinh tế và bản chất kinh tế ấy, thì nó là những cái bài toán của đa biến, tức là nó có rất nhiều biến số và rất khó để có thể là cái việc hiện tại đang làm là đúng cho hiện tại, nhưng không có nghĩa là đúng cho tương lai quá xa, và đôi khi thì nó lại làm méo mó các cái vấn đề về kinh tế. Nên là nếu dân muốn tích lũy vàng, muốn tiết kiệm vàng thì cũng không có nghĩa là điều đó là sai. Bởi vì theo cái thực tế thì theo quan điểm tức là cái quan sát cá nhân thôi, thì tôi thấy rằng là đã một cái khoảng thời gian rất dài là giá vàng gần như là không có tăng, mà thậm chí là đứng nằm chừng ở giá 1.000, gọi là 1.300, chưa tới 1.300, 1.210 gì đấy, trong cái giai đoạn cách đây, trong cái nhóm tự gọi là nhóm tư vấn riêng của cái tự doanh chứng khoán trước đây á, thì tôi có nói rằng là giá vàng khả năng sẽ vượt 1.300, thì hiện tại là nó đã vượt 1.300 rồi. Thì cái câu chuyện giá vàng á thì đôi lúc á, nó sẽ vận hành theo cái hướng, tức là nó nằm lâu một chỗ thì nó tăng thôi. Thì cái câu chuyện là người dân mà người ta thấy rằng là cái lợi ích ở đâu thì người ta bu vào đấy thôi. Còn đôi khi thì các cơ quan điều hành thì cho rằng là sẽ sợ bị đô la hóa. Không đô la hóa mà đất hóa thì cũng chưa chắc nó là điều tốt. Đất hóa đôi khi cái việc mà vàng hóa thì nó cũng là cái điểm hay, bởi vì cái việc mà nếu mà mua vàng là rất ít trong cái câu chuyện sử dụng đòn bẩy margin. Và khi mà rất ít trong cái chuyện sử dụng đòn bẩy margin á, nó sẽ không dẫn đến những cái đổ vỡ về mặt tài, gọi là rủi ro về tài chính, cũng như là gây ra những cái ảnh hưởng mà
nó có thể là tác động lên cái thị trường tài chính, và sau này thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề liên quan đến lạm phát, liên quan đến cái bất ổn kinh tế vĩ mô. Thì điều đó là điều mà thị trường nó tự điều tiết thì tốt hơn là cái câu chuyện là đang cứ cố tìm cách giải pháp. Hoặc là đôi khi á, cái gì nó cũng cần phải có thời gian, ví dụ như thậm chí là tăng trưởng kinh tế hay là các vấn đề về về mặt vĩ mô á, thì đôi lúc á, người ta vì một cái lý do gì đó mà người ta làm quá gấp quá nhanh. Thì theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi thấy thế này này, cái cây mà muốn đơm hoa kết trái nó cũng phải đủ năm đủ tháng đủ ngày, con người mà muốn biết đi muốn biết muốn biết nói muốn biết chào thì nó cũng phải là từ là biết biết lật rồi biết bò rồi sau đó rồi mới lớn lên rồi mới biết đi biết chào được, chứ không thể là mới giống như thánh gióng mà đẻ ra cái là biết chào rồi, hay là biết đi ngay được, hay là biết nói, hay thậm chí là biết tính toán được. Thì cái người ta ông bà hay nói một câu rất là hay, đó là dục tốc thì bất đạt, vội vàng thì sẽ gần đến những cái đổ vỡ và những cái vấn đề mà nó là những cái hệ lụy sau này. Do đó thì cái câu chuyện mà không phải vì cái yếu tố tăng trưởng, tức là vì vì tất cả các vấn đề đều dồn tích vào chuyện tăng trưởng nên làm bằng mọi giá, thúc đẩy bằng mọi giá, và có thể sẽ dẫn đến một nguy cơ sẽ tạo ra những cái vấn đề ở về mặt tương lai. Nên trong ngắn hạn á, thì theo quan điểm chúng tôi thì chúng ta cứ chậm chạp đi, và đi đúng, đi theo cái đúng định hướng và đi tốt từ từ từng bước một, trải qua những cái bước gọi là tích lũy dồn tích từ những cái hoạt động kinh doanh cũng như là các doanh nghiệp phải đủ thời gian để lớn, để xoay vần dòng tiền cũng như là tích lũy đủ các cái lợi nhuận và các lợi ích kinh tế thì họ mới lớn lên được, và doanh nghiệp có lớn lên được thì mới có cái lương, mức lương của các cán bộ công nhân viên mới tăng lên, thì dân giàu thì nước mới mạnh được. Chứ còn cứ thúc 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 tức là dùng cái giải pháp, tôi dùng một cái từ tức là cứ thúc liên tục thúc vào nền kinh tế bằng những cái biện pháp hỗ trợ rồi lấy lý do này lý do nọ. Chúng ta hãy quan tâm đến cái câu chuyện là bình ổn về 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 vĩ mô hơn là cái vấn đề thúc đẩy. Tôi thấy trong giai đoạn gần đây thì có nhiều cái cơ quan ban ngành là có cái gì đó mà mang tính chất gọi là hơi hơi có phần là không được đi lệch lệch theo cái hướng, tức là vội vàng hơi thái quá, tức là vội vàng thúc đẩy kinh tế, vội vàng là con rồng con phượng châu Á, rồi trong khi đó thì lờ đi cái những cái điều kiện kinh tế khó khăn sắp tới thế giới có thể gặp phải, thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp để phòng ngừa những câu chuyện đó, phải có những cái bài toán để chuẩn bị và chuẩn bị cho cái câu chuyện đó hơn là cái câu chuyện là chúng ta vội vàng tăng trưởng kinh tế. Bởi vì vội vàng tăng trưởng kinh tế nó là cái được, nó có thể là theo cái nghiên cứu kinh tế của một số chuyên gia thì cho rằng là tránh được cái gọi là bẫy thu nhập thấp này, rồi là nào là trong cái điều kiện hiện tại thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái này, đẩy mạnh về ví dụ như là bất động sản này, hay là đẩy mạnh về 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 về, về các cái vùng kinh tế này kia. Tất cả các vấn đề mà đẩy mạnh thúc đẩy nó đều bắt nguồn từ phải có được cái hiệu quả kinh doanh, nó đều bắt nguồn từ cái chuyện là cần phải có thời gian để tạo dựng và tích lũy cái nguồn vốn và nguồn kinh doanh. Chứ nguồn vốn và cái lợi ích kinh doanh nó không tự nhiên mà tới, anh chị phải lưu tâm là như vậy, nó không tự nhiên mà tới và nó cũng không tự nhiên mà sinh ra ở đâu cả. Còn chúng ta mà nếu mà học hỏi theo cái phương pháp của người 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 Trung Quốc, tức là thúc đẩy kinh tế bằng việc là chuyển dịch theo hướng là công xưởng của cả thế giới, tức là chúng ta làm theo cái cách tức là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và là nơi để gọi là sản xuất của các cái nhà máy, những cái xí nghiệp mà trong giai đoạn sắp tới thì nghe đâu là nhiều cái nhà máy xí nghiệp lớn của thế giới có thể chuyển về Việt Nam thay vì ở Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu được rằng là chúng ta không vội vàng về câu chuyện đó. Người Mỹ người ta hoàn toàn có thể đánh thuế với lên những cái nhà máy của Trung Quốc đó, thì chúng ta cũng hoàn toàn cũng có thể, chứ không phải là không. Khi mà họ nhìn thấy được là cái bài toán mất cân đối giữa cái nhập siêu và xuất siêu của Việt Nam so với họ thì họ cũng có thể làm điều tương tự với Trung Quốc. Nên chúng ta cũng không phải vì đợi vì cái yếu tố mà gọi là tranh thủ cái lúc mà Trung Quốc nó bị đánh thuế rồi nhiều nhà máy của thế giới là chuyển về Việt Nam rồi biến Việt Nam thành công xưởng thế giới. Chuyện đó cũng không phải là chuyện hợp lý, chưa chắc đã là hợp lý. Và đôi lúc á, thì cũng nên là cân nhắc và xem xét thật kỹ lưỡng trong cái vấn đề là cái nào cần thúc đẩy phát triển, cái nào không. Ngoài ra thì cái lĩnh vực bất động sản cũng vậy, chúng ta cũng phải cần phải nhìn nhận một cách rõ nét rằng là đến đâu tăng như thế nào là phù hợp, và nó có cái tính tương gọi là tương tỷ lệ thuận tương đối đối với cái sự phát triển cũng như cái sự dồn tích của cái nền kinh tế, bằng việc là tốc độ tăng trưởng 7% GDP một năm
giả định là GDP của chúng ta là 200 tỷ đi, thì một năm là 7% là khoảng 14 tỷ đô. Với 14 tỷ đô tăng trưởng thêm của tổng sản phẩm quốc nội toàn quốc thì anh chị phải hiểu một điều như thế này nữa này. Như vậy thì 14 tỷ đô đó thực tế nó đã bơm chảy vào nền kinh tế thực và vào những kênh nào, và nó có sự tự động hay không, hay trên thực tế thì tăng trưởng kinh tế là 14 tỷ đô tính trên cái giá trị tăng trưởng, thì thực tế nền kinh tế lại đang loại là dồn tích vào những cái lĩnh vực mà tạo ra những cái nguy cơ là vượt quá xa so với những cái thực tế nó đang diễn ra, thì nó cũng sẽ nguy cơ tiềm tàng. Và cái video này thì nói chúng tôi là vừa lan man ngồi vừa làm một số cái việc liên quan đến cuối năm đang làm nem, với hai nữa là chia sẻ với anh chị em và các bạn một vài vấn đề như thế, thì mong rằng là nó giúp ích được những cái tầm nhìn cho quý anh chị em và các bạn, cũng như là đem lại cái hiểu biết hữu ích cho rất nhiều anh chị em và các bạn đang thắc mắc rằng là liệu cái kênh vàng thì có cần phải kiểm soát không, liệu có cần phải kiên quyết để tránh đô la hóa hay là tránh vàng hóa trong nền kinh tế hay không. Thì cái điều này là một trong những cái điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý và cũng cần phải quan tâm mật thiết, chứ không nhất thiết là lúc nào rồi chúng ta cũng phải gọi là tìm mọi cách để nhúng tay vào nền kinh tế, nhúng tay vào những cái vấn đề mà tự nó cũng có thể điều hành được. Tôi rất còn nhớ những cái câu nói rất là kinh điển của tiến sĩ Alan Khan ngày xưa còn sống, thì ông ấy có nói một câu là hãy để cho chúng nó chết. Hãy để cho chúng nó chết nó bao hàm rất là nhiều cái ý nghĩa trong cái hoạt động kinh doanh. Nếu như những cái doanh nghiệp, những cái đơn vị, những cái vấn đề mà nội tại là những cái ung nhọt của nền kinh tế thì cần thiết phải để cho nó tự động phải điều tiết và tự động gọi là thay thế theo cái quy luật gọi là tất yếu của nền kinh tế, đó là quy luật đào thải. Chứ chúng ta không nên quá mức hoặc là quá tác động vào nó. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.